Đây nó ra con 3 là mình kéo lên 4 nè. Đó bạn thấy không? Bằng một cái mẹo đơn giản thôi các bạn, hoàn toàn có thể bỏ túi 8 của mỗi tháng với số 4 từ 200 đô thôi ha. Thì đây là con số 4 tối thiểu mà mình tin chắc là các bạn có thể đạt được. Và trong video trước thì cũng có rất là nhiều bạn nhờ mình thử xem là với 200 đô mình kiếm bao nhiêu ha. Thì 200 đô các bạn hoàn toàn có thể kiếm 8 củ mỗi tháng, các bạn chỉ cần áp dụng theo cái phương pháp này của mình thôi. Và trước khi vào video chính thì mình muốn giới thiệu với các bạn về cái trang web này ha. Mình có lập một cái trang hướng dẫn cho bạn cách đăng ký mở tài khoản sàn Covid và một số cái mẹo giao dịch ở trên đây. Và mình cũng có để link đăng ký ha. Đặc quyền khi mà các bạn đăng ký qua link của mình các bạn sẽ nhận được một số cái ưu đãi đặc quyền, như là được hưởng 0,5% hoàn vốn. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn giao dịch mua bán gì không cần biết ha. Và sau cuối ngày thì bên Covid họ sẽ cộng lại cái khối lượng giao dịch của bạn. Ví dụ như các bạn có giao dịch là 1k đi, khối lượng giao dịch là 1k ha, thì ngày hôm sau các bạn sẽ được hoàn lại là 50 đô cộng vào tài khoản của bạn. Các bạn giao dịch càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được mức hoàn càng nhiều ha, là 0,5% nha các bạn. Rồi ngoài ra thì các bạn nâng VIP thì các bạn sẽ nhận được thêm những cái ưu đãi nữa ha. Các bạn có thể xem ở trên cái trang chủ này ha. Đây ưu đãi hoàn 0,5% mỗi ngày nè. Rồi ưu đãi nạp được cộng là 1% khi nạp USDT nè ha. Được phao cứu trợ các kiểu ha, các bạn xem cái trang chủ này nha. Và bên mình cũng có các bạn Telegram hỗ trợ trong quá trình nạp rút như nào không được thì các bạn có thể nhắn bạn này hỗ trợ nha. Nạp rút thì đơn giản thôi, các bạn vào trang chủ ở phần nạp nè. Thì mình sẽ có hai cái phần nạp ha, nạp qua USDT. Nếu như các bạn có USDT thì bạn sẽ nạp qua USDT và nạp qua các bạn là TRC20 nha. Còn nếu mà các bạn nạp bằng chuyển khoản ngân hàng á, thì mình sẽ nạp với mức tối thiểu là từ 50k hoặc là Momo là 100k ha. Rồi thì đó là cái phần đăng ký cũng như là những cái phần thưởng dành cho những người đăng ký mới. Và đây là cái phương pháp giúp cho bạn kiếm 8 củ với số 4 từ 200. Các bạn hãy theo dõi hết video này ha. Các bạn vào một trò chơi giúp mình nè. Tại đây á, thì đây là cái trò chơi mới nè. Đây cũng là một cái trò chơi mà mình kiếm khá là nhiều, khá là ngon ha. Các bạn có thể xem là video trước đó ha. Thì video trước đó mình có hướng dẫn cái trò chơi Limbo này á. Rồi thì cái video chính này á, thì mình sẽ vào cái trò chơi này ha. Thì tại đây thì đơn giản thôi. Đây mình có công thức nè. Mình sẽ dùng cái phương pháp loại trừ ha. Mình sẽ đi 7 loại 3. Ở đây nó có 10 con nè. Các bạn xem ở những con số này ha. Mình không cần quan tâm trên đây. Thì sau 60 giây nó sẽ ra những con số random ở trên đây, từ 0 cho tới 9. Cái quan trọng là mình đi như nào, mình đoán đúng thôi. Và cách đoán đơn giản thôi. Mình đi 7 mình loại 3. Cho nên với phương pháp này các bạn đã có trên 70% cái tỷ lệ chiến thắng ha. Và ba con loại này mình sẽ loại theo yếu tố nè. Đây mình có hai cái cách loại nè. Mình sẽ loại con đầu tiên là con vừa ra và mình sẽ loại hai cặp trùng. Thì như vậy nó sẽ nâng lên cái tỷ lệ bạn win nó sẽ cao rất là nhiều ha. Thì bây giờ mình sẽ vào phần lịch sử mình thị phần với các bạn ha. Để loại thì mình sẽ vào phần lịch sử nè. Rồi tại đây thì để mình thị phần cho các bạn dễ hiểu ha. Đây đúng như phương pháp á, thì ba con loại á, thì cái con đầu tiên mình loại là cái con vừa ra nè, là con không này nè. Đó kết quả gần nhất là mình loại đó nha. Và hai cặp trùng thì bạn tính là hai con số có tỷ lệ xuất hiện nó nhiều thì mình tính là cặp trùng. Đây có cặp số 6 nè. Nếu mà nó ba con thì mình cũng tính là một cặp nha. Thì ở đây nó có là cặp số 6 thôi đúng không? Có cặp số 3 nè. Theo như công thức á, mình sẽ loại ba con này ha, loại con 0, loại con 6 và loại con 3. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào mình đi với các bạn luôn nha. Thì với cái phiên này á, mình sẽ loại đầu tiên là con 4 nè. Tiếp theo là mình loại con 0 nè và mình loại con 6 nè ha. Đây 4, 0 và 6 nha. Thì với số 4 từ 200 đô thì mình sẽ đi là 2 đô ha. 406 thì mình đi những con còn lại thôi ha. Mình loại là mình không đi nha, các bạn lưu ý nha. Loại là không đi, mình đi những con còn lại thôi. Rồi. Thì trường hợp nếu các bạn win cái lệnh này á, các bạn sẽ đem về là 5,5 đô nha. 5,5 đô tức là 2,75 lần vốn á. Thì nếu mà trường hợp mà cái bước 2 này mà win á, thì mình sẽ quay lại bước 1 mình xét và mình đi tiếp. Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà nó lót thì mình sẽ đi tiếp là 3% nha, để mình kéo lại cái lệnh lót lúc nãy. Nhưng mà bây giờ mình chờ kết quả nó ra các bạn. Ok, thì với cái lệnh không này là mình lót đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thị phạm với các bạn luôn nha. Với lót thì mình sẽ đi lệnh là 3% tương ứng với là 6 đô nè. Thì lúc nãy mình loại như thế nào thì mình loại y chang như vậy nha. Đây, mình không cần xem chạc nữa nha. Với cái bước 2 mà lót này thì mình sẽ không cần xem chạc. 0, 4 và 6 nè đúng không? Đó. Mình đi lại cái lệnh cũ nha, nhưng mà thay vì là mình đi 1% á, thì bây giờ mình sẽ nâng nó lên là 6% để mình kéo về ha. Thì lệnh này nếu mà nó win á, thì mình sẽ kéo vốn của bước 1. Đó, mình kéo về và mình có được một cái phần lợi nhuận nhỏ nhỏ này ha. Chủ yếu của cái bước 2 lot này á, là mình kéo vốn về thôi ha. Thì các bạn xem thêm cái lệnh lot lúc nãy mình xem đây nè. Đây, ha. Trước đó là mình có win nè, đây win 8 đô nè.
Rồi thì bây giờ mình sẽ chờ kết quả nó ra nha. Đây kết quả nó ra, mình chờ xíu nha. Đây nó ra con 3 là mình kéo lên 4 nè. Đó bạn thấy không? Lúc nãy là mình trừ 14, bây giờ mình cộng 16 thì mình kiếm được là 2,5 đô đúng không? Chủ yếu cái lệnh kéo này á là mình kéo 4 lại thôi nha. Mình kiếm một ít lời thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ xét và mình đi tiếp nha. Nên mình loại con 3 là chắc chắn nó vừa ra loại nè. Mình vẫn loại con 0 nè ha. Ở đây nó có con 4 và con 6. Thì theo cái nguyên tắc là hai cặp trùng, nhưng mà ở đây nó có ba cặp trùng thì mình sẽ loại hai cặp gần nhất nha. Cặp gần nhất là cặp số 0 và cặp số 4 nè. Cặp số 6 nó hơi xa thì mình sẽ không có loại. Mình loại là 3, 0 và 4 nha. Thì bây giờ mình sẽ đi lệnh là 2 đô nha. Rồi 3, 0, 4 nè. Đấy, mình đi những con này, mình loại 3, 0, 4 nha. Rồi thì trường hợp cái bước 2 này nếu mà win thì mình sẽ đem về là 5,5 đô nha các bạn. Các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây mình ra con 7 là mình lụm lúa nè các bạn. Đấy, vốn lên ha. Đây, đem về 5,5 đô ha. Đấy. Thì như vậy ha, một ngày các bạn có thể kiếm hai lệnh thôi. Hoặc là một phiên các bạn kiếm một lệnh, một tí nữa các bạn vào các bạn kiếm thêm một lệnh nữa thì mình thấy nó ok nhất ha. Nó sẽ có cái tỷ lệ thắng nó cao hơn. Và lời khuyên của mình là một ngày các bạn nên kiếm khoảng 2 cho tới 3 lệnh thôi. Đó, thì với hai lệnh win thì các bạn đem về là 5,5 đô nếu mà ở bước 1 win nha. Ở bước 2 đầu tiên win nha, còn nếu mà lệnh lót á thì nó sẽ không tới, nó sẽ đem về là 2 mấy đô thôi. Thì hai lệnh win nó cũng đem về là 7 mấy đô ha. Thì các bạn có thể chờ một tí mình vào tiếp để mình kiếm nữa cũng được ha. Thì trung bình nếu mà mỗi ngày các bạn kiếm hai lệnh win như vậy á thì nó đem về cũng là 11 đô ha. 11 đô mình nhân với tỷ giá thì nó cũng đem về khoảng là hơn 8 củ mỗi ngày. Hay các bạn có thể áp dụng cái phương pháp này để kiếm tiền trên sàn Coinbit ha. Với số vốn từ 200 đô thôi. Và chúc cho bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên sàn Coinbit.